Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Văn Yên ạ. Dạ, con kính bạch sư, khi con đến các chùa Theravada, con thấy các sư tụng kinh bằng tiếng Bali. Con có hỏi mọi người xung quanh, kể cả các chư tăng, là liệu mọi người có hiểu ý nghĩa của các bài kinh tụng đấy hay không, thì tất cả đều trả lời là không hiểu, chỉ biết tụng theo thôi, hoặc bảo là tụng là để cho chư thiên nghe bởi vì họ hiểu. Con cảm thấy việc tụng kinh mà đọc như học sinh học vẹt chẳng hiểu cái gì, hoặc là tụng để cho chư thiên nghe như kiểu đạo Bà La Môn giống như trong thời Đức Phật, thì có đi ngược lại lời dạy của Đức Thế Tôn và làm lãng phí thời gian và chẳng mang lại lợi ích gì hết, ngoài việc khiến người nghe cảm thấy êm tai, du ngủ không ạ? Tại sao hiện nay mặc dù Hòa Thượng Thích Minh Châu đã dịch toàn bộ các kinh Likaya sang tiếng Việt, nhưng các chùa chẳng bao giờ tụng đọc các bài kinh có đầy ý nghĩa nhân văn đó là lời gốc của Đức Phật dạy, mà chỉ thấy chư tăng tụng các kinh Bali như kinh Hộ Trì, Pachita, Đại Thi Lễ Kệ, kinh Thỉnh Chư Thiên, vân vân, là kinh do người đời sau sáng tác và mang tính tín ngưỡng quá nhiều ạ. Câu hỏi của con xin hết, con xin kính mong sư trả lời câu hỏi của con ạ. Con xin tri ân sư ạ. Như việc tụng kinh thì với cái trình độ Bali của mỗi người khác nhau. Với những người nào người ta chuyên học Bali sâu thì người ta tụng đến đâu người ta hiểu nghĩa đến đấy, ta vẫn hiểu sâu sắc. Thì cái việc mà mình duy trì lại cái ngôn ngữ Pali là để mình hiểu nó sâu, nó bám sát lại cái lời của Đức Phật dạy mà nó không bị chuyển ngữ. Bởi vì khi mà dịch sang cái ngôn ngữ thì nó có nhiều cái ngôn ngữ khác nhau và cái trình độ của người dịch khác nhau và cái sự hiểu biết đôi khi nó lệch lạc khác nhau. Mình sẽ thấy rằng là có một cái bản gốc kinh Pali này, những người này dịch nó khác, người kia dịch nó khác, mỗi người dịch sẽ có một cái bản nghĩa đen nghĩa bóng nó khác nhau xa lắm. Nhưng mà nếu như mà có cái bản gốc Pali để đối chiếu lại thì cái người nghiên cứu ấy, cái người học ấy mới có được cái sự hiểu nó thâm sâu hơn, nó gần với cái lời gốc của Đức Phật hơn. Còn nếu như mình chỉ hiểu trên cái bản dịch thôi, như Hòa Thượng Minh Châu dịch thì có thể kinh nó thế này, nhưng sẽ có một cái người khác dịch, nó lại có cái văn từ, cái ý nghĩa nó lại khác đi rất nhiều. Vậy nên là học trên cái bản dịch, nhưng cũng không quên là đối chiếu lại với bản gốc. Mà muốn đối chiếu lại với bản gốc thì cần phải học Pali. Vậy nên với Phật giáo Nguyên Thủy cần phải học Pali. Thì đương nhiên là cái đối với một cái người chuyên học, đối với một cái học giả thì người ta học dành nhiều thời gian để người ta học cả Pali cả cái nghĩa, thì với người ta học và hiểu nghĩa Pali nó cũng chẳng khó gì như người học tiếng Anh nhá. Nói tiếng Anh người ta cũng hiểu được nghĩa tiếng Anh, thì cái học tiếng Pali cũng thế thôi. Với người ta chuyên học một thời gian dài rồi người ta đọc đến đâu người ta cũng hiểu đến đấy, chứ có phải là ai cũng không hiểu đâu. Thì một số người mới tu tập chưa có thời gian chuyên sâu học Pali, cho nên là mới chỉ học được có cái tiếng mà chưa có học được nghĩa, nhưng mà từ từ sẽ học sau, lúc nào có thời gian học sẽ hiểu được nghĩa. Khi hiểu được nghĩa thì mới thấy được sát cái lời Đức Phật dạy, thì không bị hiểu sai lạc đi. Như vậy thì giáo pháp mới không bị xuyên tạc, không bị mai một, người khác muốn xuyên tạc cũng không xuyên tạc được, vì mình có cái bản gốc để đối chiếu, nó quan trọng như vậy. Thứ hai nữa là cái thời tụng kinh nó mang cái tính nghi lễ rất là ngắn ngủi, chỉ có 15, 20, 30 phút, thì mang cái tính nghi lễ như vậy để tỏ cái lòng thành kính. Thì cái việc tụng kinh đấy không phải là để mất thời gian, mà cái thời tụng kinh là chỉ để có cái sự tán thán Đức Phật, cái sự nguyện cầu chia phước thôi. Đấy là để tăng thêm cái tâm thành kính, tăng trưởng thêm cái đức tin của những người mới thôi, chứ việc tụng kinh không phải là quá mất nhiều thời gian. Cho nên là cũng không đáng lo ngại là cái việc tụng kinh Pali là mất thời gian, thật cũng chẳng mất thời gian bao nhiêu. Chứ cũng mấy cái bài kinh đấy mà tụng bằng tiếng Việt thì cũng chỉ vài lần là thuộc lòng thôi. Mà tụng đi tụng lại nó cũng chán, tụng bằng Pali thì sẽ hiểu có cái cung kính, có cái sự tôn trọng cái ngôn ngữ, cái văn tự, cái văn hóa của thời Đức Phật, cho nên cái niềm tin nó sẽ mạnh hơn, cái tâm thành kính nó cao hơn, cái sự hoan hỷ nó sẽ cao hơn. Vì vậy nên là với một cái người ta học một vài cái bài kinh tụng bằng tiếng Pali, thứ nhất là thời gian mất không đáng kể bao nhiêu,
nhưng cái vẫn có lợi lạc, có lợi ích, chứ không phải không có lợi lạc, không có lợi ích. Bây giờ mình chỉ học bằng tiếng Việt thôi, đến lúc có một số cái hoài nghi mình sẽ không giải tỏa được, nhưng học cả tiếng Việt, học cả Bali thì mình sẽ có được cái nhìn nhận nó chuẩn chỉ hơn, nó thâm sâu hơn, lợi lạc hơn. Nên vậy nên là ai có thời gian thì mình cứ học cả Bali tiếng Việt, còn ai không có thời gian, mình muốn để nhiều thời gian mà học toàn nghĩa tiếng Việt và thực hành Pháp thì cũng được. Cái điều đó là cái tự nguyện, cái sự lựa chọn của mỗi người, điều này không bắt buộc. Nên là mình có thể, nhưng có một số những nghi lễ không thể không có Pali được, như là quy y, tam bảo, thọ trì tam quy, ngũ giới và một số những giới luật căn bản phải duy trì cái gốc từ thời Đức Phật để nó không bị mất gốc, để không bị mai một đi, thì một số nghi lễ vẫn phải duy trì và giữ gìn những cái ngôn ngữ Pali. Nên người học theo giáo pháp nguyên thủy không ít thì nhiều phải biết một chút về cái Pali, chứ không thể không biết tí nào được.